Đây là thứ vũ khí độc lạ và điên rồ chỉ có trong One Piece. Nhắc đến vũ khí trong One Piece, anh em nghĩ ngay đến gì nào? Những thanh kiếm tuyệt phẩm với sức mạnh bá đạo, vũ khí công nghệ hay là súng ống và đại bác nhỉ? Đó là những thứ phổ biến nhất, tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ đi ngược lại với đám đông nha. Không bàn về những vũ khí nhiều người dùng nữa, mà hãy cùng nhau nói về các vũ khí độc lạ bình dương đến mức mà anh em sẽ không tin là nó có tồn tại ở trên đời. Thậm chí dù độc lạ và khó đỡ, nhưng mà uy lực cũng như là sức mạnh của chúng thì cũng không hề thua kém bất cứ một thanh bảo kiếm nào đâu nha. Vậy cụ thể đó là những loại vũ khí nào? Hôm nay mời anh em hãy cùng xăm soi đi tìm hiểu nhá. Ấn một like và ghét lô thôi nào. Ống nước. Nếu ngày nhỏ anh em đã từng cầm những cái ống nước và tưởng tượng nó như vũ khí thì xin chúc mừng mọi người đã có một tuổi thơ vô cùng dữ dội, giống như là bộ ba ASL nhà ta vậy. Vì làng sơn tặc của Darden ở gần vùng cực xám, một nơi tập trung rất nhiều loại rác thải bao gồm cả rất nhiều ống nước, cho nên từ khi mà mới bắt đầu biết chiến đấu, A và Sabo đã lựa chọn nó. Sau này Luffy gia nhập thì cũng được hai người anh bày cho cách để dùng luôn. Điều đáng nói, ống nước mà ba anh em này dùng là ống nước bằng sắt thép vô cùng cứng, chứ cũng không phải là ống nước nhựa như đời sống của chúng ta đâu anh em ạ. Cho nên sát thương mà nó gây ra cũng vô cùng lớn, gõ phát nào là bể đầu phát đấy. Cầm ống nước trên tay, Luffy và hai người anh tưởng như đang cầm thượng phương bảo kiếm đi phá đảo thế giới ảo khắp nơi. Đến cả những giang hồ trưởng thành cũng phải chào thua sức chiến đấu của ba thằng tiểu quỷ. Ngoài ra ống nước thì cũng là công cụ săn bắt của họ. Con mồi thì đa số chỉ là những động vật ăn cỏ hiền lành, ví dụ như là hổ, gấu, sư tử hay cá sấu thôi. Sau này khi mà dần dần lớn lên, A và Sabo có lẽ do ảnh hưởng từ Gáp nên đã dần dần từ bỏ việc dùng vũ khí. Họ chiến đấu chủ yếu bằng tay không. Riêng về phần Sabo, dù bị mất trí nhớ và sống trong quân cách mạng, nhưng mà khi được yêu cầu lựa chọn một loại vũ khí trong số vô vàn đao kiếm, anh lại chỉ cảm thấy thuận tay duy nhất với cái ống nước mà thôi. Điều đó nói lên rằng là dù đầu óc có thể không nhớ được gì thì trong tim Sabo vẫn nhớ về kỷ niệm cùng với hai người anh em và không cho phép mình được quên. Có lẽ vì như vậy thì Tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng đã sử dụng ống nước làm vũ khí chính từ ấy cho đến tận hiện nay luôn. Xét về bản chất nó không thể nào so được với những thanh bảo kiếm, nhưng vì Sabo biết cách sử dụng kèm với Haki mạnh mẽ nên chỉ cần một cái ống nước vứt bên đường thôi cũng đủ để qua chiêu với đô đốc Fujitora rồi. Thậm chí tỷ lệ cao là Viêm Đế của chúng ta đã dùng thứ vũ khí ấy kết hợp với Meramera gõ đầu khiến cho Fujitora bị thương ở trong trận chiến thánh địa. Thế mới thấy là không có vũ khí yếu nha, chỉ có chủ nhân tồi thôi anh em ạ. Lưỡi liềm. Thuyền phó của băng tặc Kid, sát nhân Killer là một trong những nhân vật tương đối lập dị về cả vẻ ngoài, cách nói chuyện, tính cách cho đến vũ khí. Cụ thể thì thứ thanh niên này dùng là một bộ lưỡi liềm đặc biệt với công nghệ Nhật Bản, nguyên liệu Mỹ và lắp ráp tại Việt Nam. Nó được gắn cố định vào hai bộ phận cơ khí mình cũng chẳng biết gọi là gì nữa, giống như là găng tay để giúp cầm nắm chắc hơn vậy anh em ạ. Điều thú vị ở đây là việc ở trong One Piece từng có một vài nhân vật khác thì cũng dùng liềm làm vũ khí, cơ mà đó là liềm theo kiểu tử thần với cán dài. Còn liềm của Killer thì quá độc lạ, chỉ có mỗi cái lưỡi mà thôi. Và cũng nhờ vậy thứ vũ khí này giúp thuyền phó băng Kid phát huy hoàn toàn sở trường tốc độ. Anh có thể ra hàng chục nhát chém trong một giây đến mức mà tạo thành sóng siêu thanh cắt xuyên qua cơ thể đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, Killer còn nạp tiền mua thêm VIP, cụ thể là gắn thêm động cơ cho lưỡi liềm của mình. Khi mà kích hoạt nó thì sẽ xoay tròn như một cánh quạt giúp tăng sát thương mà đòn tấn công gây ra vậy. Nói chung không chỉ chủ nhân độc mà đến vũ khí thì cũng lạ không kém anh em ạ. Bên lề một tí thì trước đây khi mà lần đầu tiên xuất hiện tại Somebody, nhiều fan thì còn đùa với nhau rằng thanh niên Killer này đã trộm được lưỡi liềm ấy từ một người nông dân dùng để gặt lúa, rơm rạ. Và thế quái nào đến cuối arc Wano, kẻ thù của Killer lại là thanh niên người rơm Hopskin. Chẳng biết là trùng hợp hay là Oda chiều theo ý của fan nữa anh em ạ. Hay hò thực sự luôn. Ná cao su là một trong những xạ thủ giỏi nhất thế giới. Usopp được thừa hưởng tài năng từ người cha thiên tài của mình. Tuy nhiên cậu còn vượt trội hơn cả Yasop ở một điểm, đó là chơi trội.
Cụ thể thì 99% xạ thủ ở trong One Piece đều chọn vũ khí chính đó là súng bởi vì nó vừa tiện vừa mạnh. Nhưng mà cậu mũi dài lại chọn ná cao su. Trước time skip thì đó là một cây ná cao su bình thường thôi, dùng để bắn những viên đạn phát nổ hoặc là những loại đạn khác do chính Usopp chế tạo. Sau time skip, nhờ vào kiến thức thu nhập được, cậu đã cải tiến cây ná thành ná Kabuto, ngầu hơn, độ chính xác cao hơn và đương nhiên uy lực cũng lớn hơn. Nó thường được xạ thủ nhà mũ rơm sử dụng kèm với những loại hạt Pop Green với vô vàn công dụng từ sát thương, hỗ trợ đồng đội, cải tiến chiến trường cho đến phục vụ đời sống hàng ngày. Thậm chí từ khi mà đổi sang ná Kabuto nhá, tỷ lệ bắn chính xác của Usopp ở cự ly xa lên đến 90%, còn ở cự ly gần thì chắc chắn là 100% rồi. Không tin, anh em cũng có thể xem lại cách mà cậu mũi dài phân phát là Kibidanko tại đảo quỷ nhá. Không trượt phát nào, theo đúng nghĩa đen luôn. Nanasakuziste là vũ khí độc quyền của phó đô đốc hải quân Smoker. Nanasakuziste được lấy cảm hứng từ vũ khí của cảnh sát Nhật Bản thời xa xưa. Tuy nhiên, phiên bản nâng cấp VIP Pro hơn, cụ thể là có khảm một phần đá biển ở đầu. Nếu như mà Ziste bình thường ấy, nó chỉ phát huy tác dụng khi mà tung ra đòn đập, còn Ziste của Smoker thì tác dụng lớn nhất lại là dùng phần đầu đá biển ghim vào mồm đối thủ. Lúc với nhà ta giai đoạn trước time skip không biết đã trúng đòn đó bao nhiêu lần và lần nào cũng đều lè lưỡi để chịu trận mà không có lấy một chút khả năng phản kháng. Thậm chí nếu anh em còn nhớ thì trong trận chiến Marineford, Smoker thì cũng đã dùng thứ vũ khí này quật thẳng vào mồm cu lù một phát đau điếng. Nói thật thì mình chỉ tưởng tượng thôi, cũng đã ê hết cả mồm rồi. Cũng nhờ vào uy lực và khả năng khắc chế trái ác quỷ của Nanasakuziste, cho nên Smoker đã săn thành công không ít hải tặc máu mặt, từ đó thì có biệt danh là thợ săn trắng. Tuy nhiên thì cũng trong trận đấu thượng đỉnh ấy, sau khi mà bán hành cho Luffy xong thì vũ khí này cũng đã về với cát bụi vì bị Boa đá gãy rồi. Nhiều người còn nhầm lẫn rằng cô ghệ của Kulu đã phá hủy đá biển, cơ mà không phải đâu anh em ạ. Đá biển chỉ được bọc ở phần đầu thôi, còn phần mà Boa đá gãy chỉ là sắt thép bình thường thoi. Cơ mà anh em yên tâm đi nha, Smoker là một người có tài, đặc biệt là tài sản, nên củ hành trắng sau time skip đã chế tạo được một thanh Ziste khác với bao màu trắng, trước đây là màu nâu nhá. Còn anh em hỏi vì sao mình biết Smoker giàu thì dễ thôi, nhìn cái con phân khối lớn này thì mọi người sẽ hiểu nhá. Gậy thời tiết là một phát minh của thiên tài Usopp. Gậy thời tiết là sản phẩm limited chỉ có một bản trên thế giới thôi và thuộc về quyền sở hữu của chị đại Nami. Ban đầu nó tương đối khó sử dụng khi mà phải lắp ghép 3 phần với nhau theo đúng thứ tự để tung ra những đòn tấn công như giật sét hay là gió bão. Chỉ cần lắp sai một chút thôi cũng biến thành buổi diễn hài rồi. Tuy nhiên sau time skip, nhờ vào công nghệ Dio và tay nghề của Frankie, gậy thời tiết giờ đây đã đạt đến mức hoàn thiện về mọi mặt. Dễ sử dụng này, uy lực tấn công lớn này, tự do điều chỉnh kích thước này, thậm chí với việc hợp nhất với Zeus, nó còn tự có ý thức giống như là được tích hợp công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo vậy. ChatGPT mà gặp thì có khi thì cũng phải cháo thua anh em ạ. Móc câu hải sản. Bên cạnh trái ác quỷ Logia bá đạo, Crocodile còn có một chiếc móc câu hải sản được gắn bên tay trái, vừa có tác dụng tấn công đối thủ, vừa có thể móc ve chai kiếm sống trong những lúc mà kinh tế khó khăn. Mình đùa thôi nhá, thật ra thì thứ vũ khí ấy được gọi là móc hải tặc, được rất nhiều cấp biển trong đời thật sử dụng để gắn bên tay trái do bị cụt trong những trận chiến hay là do bất kỳ một nguyên nhân nào khác đấy. Cách tấn công của nó thì cũng vô cùng tàn nhẫn và đẫm máu đến mức mà mình không tiện nói ở trong video. Anh em cũng có thể xem ở trên wiki để biết thêm thông tin nhá. Quay trở lại với Crocodile, hắn thường sẽ sử dụng chiếc móc này để đâm xuyên qua người đối thủ, tạo ra một vết thương rất sâu giống như lần mà Luffy bại trận tại sa mạc. Thậm chí chiếc móc câu hải sản này trong trận Marineford còn từng so kèo với thanh kiếm mạnh nhất thế giới Zoru mà không bị hư hỏng anh em ạ. Anh em nghĩ nó được làm bằng gì mà bền thế nhở? Mình thì nghĩ chắc là làm bằng vàng đấy. Dù sao thì Crocodile cũng từng là một ông chủ lớn với khối tài sản Ketsu mà. Dăm ba cái móc vàng có đáng là gì đâu, đúng không nào? Chùy gắn xích. Chùy gắn xích là một loại vũ khí khá nổi tiếng trong những bộ phim hành động. One Piece cũng có một nhân vật sử dụng nó, chính là Rakuyo, một đội trưởng của băng dâu trắng. Thứ vũ khí này được cấu tạo từ hai phần chính đó là chùy và xích.
Khi tấn công, người dùng sẽ quăng phần chùy và nắm phần xích để điều khiển. Sức sát thương có thể mạnh ngang với một quả đại bác. Đặc biệt nhất, chùy gắn xích của Rakuyo là một loại đặc biệt. Nó không chỉ tấn công một cách đơn thuần, mà ở phần quả chùy còn có một cơ chế trông giống như là con cá tra đang há mồm để táp vậy. Đến nay chúng ta vẫn chưa biết liệu đó là trái ác quỷ hay là công nghệ cơ khí. Cơ mà nói chung ấy là độc lạ, xứng đáng có mặt ở trong video ngày hôm nay. Đinh ba của Katakuri. Đinh ba là một loại vũ khí không phải hiếm có ở trong One Piece. Nó gắn liền với đảo người cá dựa theo hình tượng vị thần biển Neptune. Với số người sử dụng lên đến hàng ngàn, cây đinh ba của Katakuri thì lại rất khác thường nhá. Cụ thể thì đó là một loại vũ khí có tay cầm dài, ba đầu nhọn tách xa nhau thay vì chụm lại như những chiếc đinh ba bình thường. Thậm chí cách tấn công của Kata cũng vô cùng khác lạ. Đó là xoay như mũi khoan chứ không đơn thuần là đâm. Điều đáng nói ở đây là tại sao Tư lệnh Ngọt nhà Big Mom lại sử dụng vũ khí biểu tượng của đảo người cá nhỉ? Cộng kèm với đó là những chiếc răng nanh vô cùng nhọn nữa. Sâu chuỗi tất cả bằng chứng trên lại, anh em có nghĩ rằng Katakuri mang dòng máu người cá hay là không? Như thế thì vị trí người cá mạnh nhất của Jinbei nhà ta có lẽ đã tuột mất rồi đấy. Gậy sấm. Cuối cùng trong video ngày hôm nay chúng ta có gậy sấm của Enen. Một vũ khí nhìn bề ngoài thì tưởng không nguy hiểm nhưng mà thực ra ấy, là nguy hiểm không tưởng đấy. Nó được chế tạo từ vàng hoặc một kim loại gì đó có khả năng dẫn điện cực tốt để năng lực Korokoro có thể xuyên qua. Đối với người bình thường, kể cả các chiến binh mạnh mẽ như Zoro, Sanji, chỉ cần bị cây gậy này chạm phải thì cũng đều bốc khói theo đúng nghĩa đen rồi. Ngoài ra thì Enen còn dùng nó để gõ vào những cái trống sau lưng, tạo ra những luồng điện phóng đại. Đặc biệt nhất, nếu mà rơi vào trường hợp Gorogoro không phát huy tác dụng ấy, cây gậy này thì cũng có thể dùng để tấn công vật lý đối thủ luôn. Luffy trước đây thì cũng đã từng bị nó quật vào thằng em một cú cực mạnh cho nên sau này mới mất hứng thú với phụ nữ anh em ạ. Tức là nói theo một cách nào đó thì gậy sấm của Enen đã biến một tứ hoàng thành BD. Thế thì có xứng đáng là top 1 vũ khí chưa nào? Quá xứng đáng luôn đấy chứ, đúng không? Và rồi, cây gậy to dài của Enen thì cũng đã kết thúc cho video về những loại vũ khí bình dương ngày hôm nay rồi. Anh em thấy mình còn thiếu cái nào không? Và nếu có, đừng quên comment bổ sung bên dưới giúp mình nhá. Cũng như là nhớ ấn một like, một đăng ký kênh nếu như mà các bạn enjoy cái video ngày hôm nay nhá. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc comment thôi. Đầu tiên là bạn Huy Hoàng. Nếu dâu đen bị băng mũ rơm đánh bại thì ai sử dụng trái Hura của bố già tiếp theo vậy anh? Chắc chắn mình sẽ vote là Wavy rồi. Dù sao thì thanh niên này cũng được đánh giá là sức mạnh như bố già thời trẻ mà. Thêm trái Hura nữa thì đúng là cha nào còn nấy luôn. Bạn Đức thì có hỏi là Gap không sử dụng trái ác quỷ thì cũng mạnh hơn các đôi đốc khác, kể cả Senkoku còn phải nể cơ mà. Gap thì có thể nói là hải quân cấp cao duy nhất tính đến hiện tại không dùng trái ác quỷ bạn nhá. Đẳng cấp nó phải khác bọt hoàn toàn so với cái phần còn lại chứ, đúng không? Và tiếp theo là bạn Nguyễn Tường Lâm, tưởng Megalon cũng là hải quân chứ? Không đâu bạn ạ, hải quân, chính phủ thế giới và Impel Down là ba nơi hoàn toàn khác nhau. Cho nên Megalon là quản ngục chứ không phải hải quân nhá. Cuối cùng, nếu anh em muốn được lên TV như ba bạn may mắn ở trên, đừng quên để lại comment của mọi người bên dưới nhá. Cảm ơn các thuyền viên đã đồng hành cùng mình, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nha.